Giảm 4kg trong hơn một tháng, diễn viên Phương Oanh thấy mình bớt nặng nề, không còn hợp với biệt danh nam nọng như thời Hương Vị Tình Thân. Người đẹp chia sẻ. Để phục vụ vai diễn Phương Nam trong phim, tôi tăng gần 10kg, chạm mốc 60kg. Sau khi phim kết thúc khoảng 2 tháng, tôi cũng đã giảm vài kg và định cứ giữ nguyên như vậy. Nhiều khán giả thích tôi với hình ảnh mũm mĩm, đáng yêu. Khi béo lên, tôi cũng thấy mình trẻ trung hơn. Tuy nhiên thân hình này khiến hơn một năm qua, tôi thấy mình bắt đầu nặng nề. Trước đây, tôi lúc nào cũng chỉ ở mức khoảng 52kg, giờ lên gần 60kg nên cơ thể ạch, thiếu linh hoạt. Sắp tới là mùa hè, tôi nghĩ nếu mình cứ tròn trịa thì mặc quần áo sẽ kén hơn, khi lên hình ảnh hay chụp ảnh cũng sẽ không bay dáng được. Vốn là người yêu thích thời trang, tôi thấy body đầy đặn khó biến hóa nhiều layout khác nhau, vì vậy tôi quyết tâm siết cân. Hiện tại, tôi đã giảm được còn khoảng 56kg. Mục tiêu của tôi là giảm thêm 2kg nữa là đủ. Từ sau Tết đến nay, tôi bắt đầu bóp mồm bóp miệng. Nói gì thì nói, muốn giảm cân là bắt buộc phải ăn ít, không thể nào đẫy mồm mà vẫn gầy được. Tôi năm nay hơn 30 tuổi rồi, cơ địa cũng dễ phát tướng mà sức ăn lại gấp đôi, gấp 3 người bình thường, vì vậy tôi phải quyết tâm thắt chặt chế độ. Bên cạnh đó, tôi cũng thường xuyên đi tập gym để giúp cơ thể linh hoạt, đốt cháy năng lượng toàn thân mà không quá vâm như tập gym. Mỗi ngày, tôi dành khoảng 20-30 phút cho việc tập thể dục. Tôi đồng thời kết hợp uống một số thực phẩm chức năng để hỗ trợ đào thải mỡ thừa trong cơ thể. Nhờ giảm cân, mặt tôi cũng không còn nọng, như biệt danh nam nọng từng gắn bó với tôi suốt thời phim Hương Vị Tình Thân. Tôi cố tình siết cân từ từ để mặt không bị gầy đi quá nhiều dẫn đến bị nhọn hay hốc hác. Lúc đóng Lựa Chọn Số Phận, tôi 50kg mà bị nhiều người nhận xét trông như đói ăn. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng Thông Tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.